Cô cũng là đã lắp ở đây 2 chiếc rồi, gần 4 năm nay thì cô thấy ổn, không bị kênh, không bị vênh và không bị rắc thức ăn. Thì cô thấy là được cho nên cô lại đi trồng tiếp. Cô là cô Bình, răng của cô thì trước kia chưa đi làm thì nó bị sâu, ăn uống thì nó nhẹo nhạo, lại ăn thì không cảm giác ngon, thức ăn là phải nấu chín, nấu dừ với cho chín dừ ấy. Chứ còn nếu không mình ăn nó chả có cảm giác ngon gì cả. Thế rồi thứ hai là trông nó xấu lắm, nó chống tiên chống địa, thế thì buồn cười lắm. Thế cho nên cô mới đi trồng. Nói thật với cháu là cô mong muốn nó bền vững để mình ăn uống, mình giúp cho mình cái khâu mà tiêu hóa cho nó tốt. Thế trồng thì cô thấy là nhiều người ở chỗ khu cô, các bác đi trồng về, các bác giới thiệu, chứ thực ra cô cũng không biết cái địa chỉ này đâu. Thế thì vì là các bác trồng mấy năm nay các bác thấy ổn mà. Thế và đến đây thì thấy cái cơ sở cũng được khang trang và cũng đông khách hàng, và vệ sinh thì sạch sẽ, cái thái độ phục vụ các bác sĩ thì hết sức tận tình, nhẹ nhàng. Thế xong rồi đến đây thì các bác sĩ tư vấn và khám ra thì nhổ những cái chân răng đi và trồng implant. Cô cũng là đã lắp ở đây 2 chiếc rồi, gần 4 năm nay thì cô thấy ổn, không bị kênh, không bị vênh và không bị rắc thức ăn. Thì cô thấy là được cho nên cô đi trồng tiếp. Cho điểm về mặt chuyên môn thì vì cô không phải là bác sĩ, nhưng cô thấy như thế là ổn, phải là vào lại tốt cháu. Với cái công nghệ DCT này thì tôi thấy là về mặt thẩm mỹ thì là tốt rồi, góc độ tiêu hóa thì tôi thấy cũng rất là tốt, bởi vì là mình răng của mình bền vững như thế thì mình ăn uống nó dễ chịu và nó giúp cho quá trình tiêu hóa của mình tốt hơn, và tôi cũng hy vọng là nhiều người cũng có cái cảm nhận như tôi.